Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại Thu Anh đang có mặt tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức để đến tham dự một sự kiện đang được rất nhiều người quan tâm và mong chờ trong những ngày qua. Đó là sự kiện trao giấy chứng nhận sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng tại dự án Dragon Village của nhà phát triển Phú Long. Trong video này, hãy cùng Thu Anh tham dự sự kiện này và cùng đi tham quan tìm hiểu về dự án Dragon Village để xem tại đây có gì đặc biệt nhé. Sáng ngày 28 tháng 10, cư dân dự án Dragon Village của nhà phát triển Phú Long đồng loạt được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ hồng. Nhận sổ hồng là một trong những tiêu chí được nhiều khách hàng coi trọng vì giúp họ có thể an tâm với pháp lý của các dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn về mặt thủ tục. Sự kiện trao sổ hồng cho cư dân cũng là một cột mốc khẳng định uy tín của nhà phát triển Phú Long trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng dự án và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Đồng thời, đây cũng là tâm huyết, chịu trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo quyền lợi khách hàng về chất lượng sản phẩm và pháp lý vững vàng. The real estate market in Vietnam generally is quite challenging. Issuing red books ownership certificates is also quite challenging. But we as Phú Long, we put a lot of focus on achieving those and handing over those ownership certificates. And as well as the ownership certificates, we try to improve the lifestyle and the environment of the owners of the of our projects. And we can do that in many ways, and providing them with a very livable experience where they have good facilities and there's always an activity for them to do to live a healthy, fulfilling, meaningful life. So the ownership certificate is obviously very important to both Phú Long and the customer, and we will try and do what we can and be as flexible as possible to achieve that objective, and then ensuring they have a happy life in our projects thereafter. Hôm nay được nhận giấy chứng nhận của dự án Dragon Village, cảm xúc của mình rất là xúc động và gọi là tin tưởng chủ đầu tư đã có trách nhiệm và hoàn thiện pháp lý cho người mua. Điều mà nổi trội dự án này là cảnh quan này, an ninh này, và cái gọi là sự uy tín của chủ đầu tư. Đến thời điểm này thì nhiều dự án mua bây giờ chỉ có hợp đồng hoặc là hợp đồng góp vốn thôi, nhưng mà riêng Phú Long là đã có được cái sổ hồng thì tôi rất là hạnh phúc để khẳng định là đây là tài sản của mình, là nó sẽ nâng cao được cái giá trị của tài sản tôi rất nhiều. Tuy Phú Long thì tôi cũng biết nhiều cái dự án thì làm rất là uy tín. Về vấn đề thứ nhất là về thời gian bàn giao rất đúng hạn, và thứ hai nữa thì khi mà một cái dự án nào đã của Phú Long mà khởi động thì khi bàn giao cho cư dân rồi thì hầu như người ta đều hoàn thiện môi trường hết, xung quanh đường xá hay là cảnh quan mọi cái đều rất là ok rồi, thì họ không có làm lỡ dở, thì khi về đây sống thì coi như môi trường rất tốt. Giá cả thì điều quan trọng là giá cả cũng rất là phải chăng, thì khi đầu tư hay hoặc là ở đều có bảo đảm được nguồn vốn của mình được. Tôi thật may mắn, tôi là cư dân đầu tiên ở đây sống đến thời điểm này, và tôi đã sống ở đây được 3 năm. Và tất cả mọi cái quá trình ở đây xảy ra thế nào thì dường như tôi đều có thể chứng kiến hết mọi thứ. Tôi cảm thấy là về cơ sở thì ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là về cái môi trường và cái sự xanh sạch đẹp thì rất là hoàn hảo, và tôi cảm thấy rất là hài lòng về vấn đề đó. Quả thật như khách hàng đã đánh giá, không chỉ có pháp lý hoàn chỉnh, khi đến với Dragon Village còn rất nhiều yếu tố làm chúng tôi ấn tượng, từ không gian, tiến độ cho đến quy mô, tiện ích nơi đây. Và để tìm hiểu sâu hơn thì mời quý vị hãy cùng xem tiếp video nhé. Dự án khu đô thị Dragon Village nằm tại phường Phú Hữu, quận 9, có tổng diện tích 21,6 ha với 609 sản phẩm, bao gồm biệt thự Dragon Park, nhà phố kinh doanh Dragon Town và nhà phố vườn Dragon Garden, được thiết kế với ý tưởng phố trong vườn, điển hình của Singapore. Toàn bộ dự án do công ty Serbana Churong Singapore tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch với phong cách kiến trúc đương đại. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các hạng mục tại khu đô thị Dragon Village đã hoàn thiện và được đầu tư khang trang, đẹp mắt, là một khu compound đảm bảo an ninh cho cư dân. Hệ thống đường nội khu được quy hoạch dạng bàn cờ với mặt đường trải nhựa, lộ giới rộng thoáng, trục đường chính rộng lên đến 30m, giúp việc di chuyển trong khu đô thị trở nên dễ dàng. Hai bên vỉa hè với hàng cây xanh, điện nước đi ngầm giúp tuyến đường thêm phần khang trang, mát mẻ, đặc biệt giúp việc kinh doanh tại các nhà phố thương mại cũng trở nên thuận lợi hơn.
Một điều dễ thương khác mà Thục Anh mới phát hiện tại Dragon Village đó là tên các tuyến đường nội khu tại đây thì được đặt tên theo các loài hoa. Điều này vừa giúp cho cư dân cảm thấy gần gũi, ấn tượng hơn mà đặc biệt là còn giúp cho các vị khách khi mà đến với Dragon Village sẽ dễ dàng tìm đường hơn nữa. Các sản phẩm nhà phố, biệt thự tại Dragon Village được hoàn thiện với thiết kế một trệt hai lầu với nhiều khoảng lùi cho sân vườn, giúp mang thêm nhiều mảng xanh vào ngôi nhà, nhiều ý tưởng phố trong vườn của toàn khu đô thị. Các không gian trong nhà cũng được thiết kế thông minh, giúp tối ưu diện tích, tăng khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên vào nhà. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nhiều cư dân đã chuyển về Dragon Village sinh sống, nhiều hàng quán thương hiệu dần được lấp đầy, giúp làm tăng thêm sự sôi động và đáp ứng đầy đủ hơn các nhu cầu của cư dân tại đây. Bên cạnh đó, khu đô thị Dragon Village cũng được chủ đầu tư tích hợp rất nhiều những tiện ích như hồ bơi, trung tâm thể thao, thư viện, các câu lạc bộ cộng đồng, khu vui chơi trẻ em hay trường mẫu giáo, trường tiểu học sẽ được bổ sung trong tương lai và hệ thống các khu vườn được bố trí xen kẽ trong dự án. Được biết, nhà phát triển Phú Long đã dành đến 70% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và các dịch vụ tiện ích ngay ngưỡng cửa dành cho cư dân. Chính vì vậy mà khi đến với Dragon Village, chúng ta sẽ có một cảm giác rất là thoáng mát, thư giãn và sảng khoái. Ngoài ra, Dragon Village sở hữu vị trí đẹp khi nằm gần hai con sông là Rạch Chiếc và Xoài Đạp. Với khoảng cách 400m nên có môi trường sống mát mẻ, khí hậu trong lành do các con sông này mang lại. Ưu điểm khác đến từ vị trí của Dragon Village là về tính kết nối. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Đặng Thanh Hiếu và nằm sát đường Nguyễn Thị Tư rộng lớn. Đặc biệt, dự án còn nằm gần vòng xoay Phú Hữu. Nhờ vậy, sở hữu khả năng kết nối giao thông rất linh hoạt, thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Hiện tuyến Nguyễn Duy Trinh dẫn vào dự án đang được quy hoạch nâng cấp mở rộng lên đến 30m, giúp cho cư dân đi vào dự án được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự án Dragon Village tọa lạc tại vùng giao thoa giữa Đồng Nai, Bình Dương và bán đảo Thủ Thiêm. Đây là nơi quy tụ hàng loạt dự án FDI, trung tâm công nghệ lớn, thu hút nhiều chuyên viên trình độ cao, chuyên gia, CEO các tập đoàn đa quốc gia đến sống và làm việc. Do vậy, nhu cầu an cư tại khu vực này đang có xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới. Điều này cũng giúp thúc đẩy tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai của các sản phẩm tại Dragon Village. Về giá bán của Dragon Village, hiện các sản phẩm tại đây đang được giao dịch với mức giá. Nhà phố giá dao động từ 5 đến 6 tỷ, shop house giá dao động từ 6 đến 7 tỷ, biệt thự song lập 8 x 15m giao động từ 7 đến 8 tỷ và biệt thự song lập 8 x 20m giao động từ 9 đến 10 tỷ. Đây được xem là mức giá tốt so với khu vực khi các dự án lân cận đang có mức giá dao động từ 70 đến 100 triệu đồng trên 1m2, tương đương từ 5 tỷ đồng cho nhà phố. Sau một vòng trải nghiệm tìm hiểu tại khu đô thị Dragon Village thì có thể thấy dự án này sở hữu rất nhiều ưu thế, quy mô lớn, tiện ích đa dạng, sản phẩm hoàn thiện, pháp lý tốt và giá bán cạnh tranh so với khu vực. Trong tương lai khi mà khu vực này được nâng cấp về dịch vụ tiện ích, giao thông thì giá bán của các sản phẩm tại Dragon Village sẽ còn dự báo được tăng cao hơn nữa, phù hợp cho không chỉ nhu cầu mua để ở mà còn cả nhu cầu đầu tư, kinh doanh trong tương lai. Bên cạnh đó, hiện tại nhà phát triển của dự án là Phú Long đang phát triển các đô thị rộng lớn trải dài khắp mọi miền đất nước từ thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội, Lạng Sơn với các dự án tiêu biểu như Dragon City, Myland Hà Nội City, Myland Hoàng Đồng Lạng Sơn. Điều này cho thấy định hướng phát triển dự án ở những vị trí đặc địa cộng với tiềm lực để phát triển những dự án lớn, minh chứng cho sự uy tín của nhà phát triển đô thị Phú Long. Và đó là những nhận định của chúng tôi. Còn quý khán giả đánh giá như thế nào về khu đô thị Dragon Village? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản nhé.